Tháng cô hồn làm đúng 8 điều này khiến ma quỷ rất sợ, xua đuổi âm khí, hút tiền vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tâm lý chung của con người chúng ta thì ai cũng vậy. Khi có một cái điều gì khiến chúng ta sợ hãi và đe dọa đến cái vùng an toàn của bản thân thì chúng ta thường sẽ đi kiểm chứng với những cái giải pháp để đi tìm kiếm cái sự an tâm, làm xua tan những cái lo lắng đó. Cái điều này cũng rất đúng trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đấy, hay còn gọi là cái tháng xá tội vong nhân. Bởi đây là cái thời điểm dương gian nặng chịu cái âm khí do ma quỷ vong linh được thả ra, trở về nơi trần thế. Có không ít người còn vướng phải những cái chuyện xui xẻo đen đủi, hay là gặp vận hạn một cách bất ngờ. Vậy đâu là những mẹo phong thủy sẽ giúp cho quý vị thu hút cái may mắn tài lộc trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, và tránh xa được những cái tà ma ngoại đạo khiến cho quý vị gặp được rất nhiều may mắn trong thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là cái tháng cô hồn, có nhiều ma quỷ lên trên dương gian, khiến cho cái tháng này thì âm khí nặng. Thêm vào đó, tháng 7 lại lất vất mưa ngâu và cái thời tiết nồm cũng khá là khó chịu. Điều này nó ảnh hưởng không nhỏ đến cái tâm lý của con người. Mọi người có xu hướng là hay buồn hơn, ngại đi ra ngoài hơn, dễ cáu kỉnh hơn. Đó là cái lý do chúng ta cần phải áp dụng các mẹo phong thủy để làm tăng cường cái dương khí, tạo ra cái sự cân bằng để tránh tâm trạng bị ủ ê, mệt mỏi, thiếu sức sống, gây ảnh hưởng đến công việc và làm rạn nứt đi các mối quan hệ, quý vị nhé. Và dưới đây là những cái bí quyết giúp xua tan ma quỷ, thổi bay cái tà ma chướng khí và thu hút cái may mắn tài lộc cùng với gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và áp dụng để xem hiệu quả như thế nào, quý vị nhé. Thứ nhất là gì? Dùng muối để chấn trừ tà khí. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay muối trắng nổi tiếng với cái công dụng là có thể xua đuổi đi cái tà ma, đem lại nhiều cái may mắn cho gia đình. Không chỉ riêng ở nước ta mà nhiều nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là cái điểm lành. Muối có thể dùng để hóa giải những cái nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình, là một cái vũ khí phong thủy hữu hiệu từ nghìn đời nay. Chỉ cần một cốc nước muối thì các bạn cũng có thể loại bỏ cái nguồn năng lượng tiêu cực, những cái tà khí đang ứ đọng gây ảnh hưởng đến cái hòa khí của gia đình, quý vị nhé. Thứ hai đó chính là nếu bạn có thể thì nên ăn chay và hạn chế sát sinh trong cái dịp tháng cô hồn. Dù bạn có tu hành hay không thì cái việc ăn chay cũng là rất tốt cho cả thân thể và tâm trí. Hơn nữa, cái ăn chay trong cái một tháng thì cũng nằm trong khả năng mà quý vị, đúng không ạ, nó cũng không quá khó khăn. Vì thế trong tháng cô hồn thì các bạn nên ăn chay để tránh điểm dữ. Bởi trong tháng cô hồn ấy thì nên hạn chế sát sinh động vật và ăn chay để cho tâm hồn mình nó được thanh thản hơn. Nếu mà không thể thì quý vị cũng nên cố gắng ăn chay vào cái ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, quý vị nhé. Thứ ba là chính là gì? Các bạn sẽ cần phải bảo vệ khu vực phía trước nhà một cách cẩn thận. Thưa quý vị, trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, dù bạn đi đâu làm gì thì cũng gì không được quên bảo vệ trước cửa bằng các mẹo phong thủy. Cửa trước, cửa chính là cái cửa, là cái nơi quan trọng nhất được chuyên gia phong thủy chú ý, vì nơi đây là cái nơi đi vào của các luồng khí tốt xấu. Trong cái tháng 7 âm lịch thì các bạn có thể là gì? Bật một chiếc đèn nhỏ để thắp sáng cái khu vực cửa suốt đêm. Nếu mà có đủ thời gian, không gian thì quý vị hãy sắp xếp để làm thêm một cái cặp chó đá hay là sư tử đá để chấn phía trước cửa nhà. Nó sẽ giúp hóa giải những cái luồng khí xấu và chiêu cái may mắn tài lộc cho gia chủ, quý vị nhé. Đó. Thứ tư đó là chính là gì? Quý vị hãy giúp đỡ người khác và làm nhiều việc thiện lên. Các bạn có công nhận rằng khi chúng ta giúp đỡ người khác thì tự dưng trong lòng cũng sẽ luôn cảm thấy là vui tươi, bất kể đó là ai và có ai công nhận điều đó hay không. Cái tâm trạng tốt lên cũng sẽ xua tan đi cái ưu phiền, giữ được cái tâm sáng, mang lại cái bình an cho gia chủ. Quý vị đừng nghĩ chúng ta giúp ai đó để nhận được lại cái sự báo đáp xứng đáng. Quý vị hãy cho đi với cái tâm lương thiện nhất của mình, rồi mọi chuyện tốt cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Thì ngoài ra các bạn có thể đi chùa cầu siêu, cầu bình an cho mọi người. Cái việc này cũng sẽ hạn chế những điều không may đến với quý vị trong cái tháng cô hồn, quý vị nhé. Thứ năm đó là gì? Quý vị nên giữ cho nhà cửa được gọn gàng, sạch sẽ. Thưa quý vị, không chỉ riêng trong cái tháng cô hồn mà thời gian nào trong năm
các bạn cũng nên giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thơm tho, đặc biệt là ở những nơi thường xuyên sử dụng như là phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm. Trong cái tháng 7 âm lịch thì càng cần phải chú ý sắp xếp giữ gìn mọi thứ thật sạch sẽ, ngăn nắp hơn. Theo quan niệm của ông bà ta, những cái nơi bừa bộn, ẩm thấp, không được chăm sóc, dễ thu hút cái uế khí không tốt cho gia chủ nếu mà ở trong cái nhà đó. Hơn nữa, nếu mà nhà cửa, phòng ngủ, phòng bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng thì sẽ hạn chế được cái việc tụ tập của những cái thành phần xấu này. Vậy nên giữ nhà cửa sạch sẽ cũng là một cái điều mà quý vị cần phải lưu tâm quý vị nhé. Thứ sáu đó là gì? Thắp hương thường xuyên để được bề trên phù hộ. Thưa quý vị, trong cái dịp rằm tháng 7, các bạn đừng quên chuẩn bị sẵn hương trong nhà. Tuy nhiên, các bạn nên chọn loại hương tốt, có mùi hương dịu, nhẹ, tránh các mùi hương hóa học quý vị nhé. Hương được đốt lên mang lại cái cảm giác ấm cúng. Chúng có tác dụng xoa dịu cái tinh thần của gia chủ, còn mang đến cái ý nghĩa gợi nhớ những người đã khuất. Nên đốt hương nó sẽ giúp cho quý vị gặp được nhiều cái may mắn. Nhưng mà quý vị cũng lưu ý nhé, nên đốt hương hàng ngày vào cái thời điểm trước khi mặt trời lặn, đặc biệt là nên đốt nhang ở ngoài trời, ở bên ngoài. Để gì? Để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Nếu biết tụng kinh niệm Phật thì quý vị nên tụng hàng ngày để gì? Được may mắn, bình an, đúng không ạ? Quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng hay là Chú Đại Bi hay là kinh Vu Lan Báo Hiếu vân vân. Thứ bảy là tăng cường sử dụng các đồ vật có màu sắc tươi sáng. Quý vị thân mến, các bạn cũng biết đấy, các đồ vật có màu sắc tươi sáng thì sẽ mang đến những cái năng lượng dương, những cái nguồn năng lượng tích cực để xua đuổi cái âm khí trong cái tháng cô hồn này đi. Gia chủ nên trang trí nhà cửa với cái gam màu sáng ấm, ví dụ như tông màu chủ đạo là màu đỏ, vàng, cam, hồng vân vân. Đó. Một lưu ý nhỏ đó là rèm cửa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phong thủy. Đấy, nó giúp thay đổi diện mạo của cái căn nhà trong tháng 7 âm này. Đó. Vì vậy mà chúng ta cũng cái cửa sổ ấy, chúng ta cũng phải sử dụng những cái rèm cửa để tăng cường cái cát khí may mắn quý vị nhé. Thứ 8 đó chính là gì? Treo gương bát quái ở trước cửa. Thưa quý vị, từ xưa thì ông cha ta đã sử dụng gương bát quái để trừ tà, trừ tà ma và trừ khí. Trong đó có gương bát quái gỗ đào, tiên thiên hay là còn gọi là gương bát quái tinh cầu ấy. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy trừ tà, trừ ma và trấn ma quỷ cực kỳ mạnh. Đấy, được nhắc đến trong hầu hết các tài liệu phong thủy. Và ở giữa gương nó là một cái gương cầu nổi, xung quanh nó gồm có 8 quẻ bát quái tiên thiên. Nếu mà gương được khai quang chỉ chú theo sử dụng và treo trước cửa nhà thì ngoài có tác dụng là xua đuổi tà ma chướng khí, nó còn giúp trấn trạch và hóa giải những cái sát khí cũng như là cái nhà sai hướng hoặc là gì đường đâm hay là gì nhà trước đình đền miếu phủ chùa chiền bệnh viện vân vân hoặc là nhà trước nghĩa trang đó. Đó là cái 8 cái vật phẩm mà quý vị cũng cần phải lưu ý sử dụng, 8 việc cần làm để có được cái may mắn bình an đến với gia đình. Thưa quý vị, những cái mẹo phong thủy trên có thể giúp cho chúng ta phần nào an tâm hơn khi mà ở chính ngôi nhà của mình, đem lại cái sự bảo trợ tốt nhất cho cái mái ấm gia đình khỏi bị vong linh quấy phá trong cái tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt ra câu hỏi rằng vậy có việc cần ra ngoài thì phải làm thế nào để không bị ma quỷ trêu chọc? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần các bạn mang theo bên mình những cái bùa bình an dưới đây thì tà khí cũng sẽ bị xua đuổi, vận may sẽ ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, cái vật phẩm đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là cái Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một chiếc vòng cổ bằng bạc, đó. Một trong những cái pháp khí trừ tà bậc nhất khi mang theo bên mình. Nó không chỉ xua tan cái tà ma chướng khí, còn giúp chủ nhân thâu thu tài lộc và hóa giải những cái vận hạn của năm. Minh Quang Pháp Bảo được làm từ bạc S990, xung quanh được khắc cái chú Lục Tự Đại Minh Chú, đúng không ạ? Và mặt trước và sau được khắc hình bông hoa sen, kèm theo cái hình tượng chú Ủ Mâu Ni Bát Bề Hồng. Ở chính giữa là một cái viên pha lê, trong nó có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Khi chúng ta sử dụng cái đèn flash chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh một cách là huyền diệu và vi ảo. Khi mang vật phẩm bên mình ấy, thì trí tuệ sẽ được khai sáng, không ma quỷ nào có thể dẫn dụ các bạn được. Nếu mà bản thân luôn cảm thấy bất an trong suốt cái thời gian vừa qua ấy, hoặc là làm ăn gặp nhiều cái lận đận thì quý vị cũng sẽ gì cần phải luôn nhớ mang theo bên mình một cái Minh Quang Pháp Bảo, đó là cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Đặc biệt Minh Quang Pháp Bảo còn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên đảm bảo sẽ nhận được cái công năng tốt nhất, có thể thu hút thêm cái tài lộc may mắn cũng như là gì phú quý bình an.
từ đó mang đến cho gia chủ cái sự may mắn, bình an và thành đạt đó. Vật phẩm thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn cũng có tác dụng xua đuổi tà ma, đó chính là cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân có thể bằng gỗ tùng hay là bằng gỗ tử đàn hay là bằng gỗ xưa ấy. Thì đây là những cái loại gỗ mà nó có tính chất là xua đuổi tà ma chướng khí. Gỗ tùng thì tượng trưng cho cái sự quân tử đó, gỗ tử đàn thì nó cũng tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ đấy. Còn gỗ xưa thì nó xua đuổi tà ma chướng khí. Nói chung ấy, khi mang theo cái vòng tam hợp bên mình, nó cũng sẽ giúp cho quý vị mang lại được cái sự may mắn, bình an đó. Ở trong phong thủy thì cái bộ tam hợp quý nhân ấy là một trong những cái bộ mang lại may mắn nhất trong bộ lộc mã quý nhân. Vậy nên sử dụng một cái bộ vòng tam hợp quý nhân trong phong thủy để trừ tà ma, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, mang lại cái may mắn, bình an cho gia chủ. Vòng được làm từ gỗ huyết long, gỗ tử đàn hay là gỗ xưa, hoặc là gỗ tùng ấy, hoặc là đá, đúng không ạ? Đây là ba loại vương mộc tốt nhất khi mà kết hợp với cái bộ tam hợp quý nhân. Với cái năng lượng dương mạnh mẽ thì cái đá mã não cũng sẽ giúp cho quý vị xua đuổi cái ma quỷ và mang lại cái may mắn. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình cũng sẽ tránh được những cái tà ma vận đen đeo bám. Hơn nữa còn được quý nhân phù trợ giúp đỡ nên mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Ở trong tháng 7 âm lịch này, vòng tam hợp còn là một cái vật phẩm chuyên để giải trừ tà ma chướng khí. Nếu mà các bạn muốn may mắn, bình an thì hãy nhớ luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh quý vị nhé. Đó. Tất cả vòng tam hợp cũng như các vật phẩm đều được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho gia chủ. Thưa quý vị, cái vật phẩm thứ ba mà quý vị cũng nên mang theo hoặc là nên sử dụng trong cái tháng cô hồn, đó là cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương. Cái này dùng cho cái không gian thờ cúng đó. Nước bao sái ban thờ nhất tâm hương với cái thành phần bao gồm là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bồ hòn, bạch đàn, chanh xả. Khi mang theo bên mình, khi mà sử dụng ấy, thì nó sẽ làm tẩy sạch bụi bẩn trên cái không gian thờ cúng, trên bát hương, trên lư đồng, tượng phong thủy cũng như là cái đồ trang trí trong ban thờ. Nó sẽ giúp cho làm sạch tất cả các bề mặt, đúng không ạ? Làm sạch không khí trong phòng thờ, ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, xua đuổi côn trùng như là gián, kiến, ruồi, muỗi. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp tẩy uế, giúp mang lại cái vượng khí cho ban thờ, đúng không ạ? Thì quý vị có thể sử dụng một cái chai nước chất tâm hương này, nếu mà một năm quý vị lau 3-4 lần thì nó sẽ được 2-3 năm trả hết. Đó, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để mang lại cái may mắn, tài lộc cũng như là gì? Giúp cho phong thờ nó được thanh tịnh, bình an hơn quý vị nhá. Mỗi một cái chai nước nhất tâm hương đều được tặng kèm một cái khăn sạch để cho quý vị lau dọn bàn thờ cho được chuẩn chỉ hơn quý vị nhá. Đó. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó, vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, trong ngày rằm ngày mùng 1 ấy, thì quý vị cũng hãy nên sử dụng một cái gói gọi là gạo vàng thần tài. Cái gạo vàng thần tài này là một cái pháp khí phong thủy, đúng không ạ? Nó giúp để chiêu tài hốt lộc, đặc biệt là trong cái ngày rằm ngày mùng 1, ngày mùng 10. Ngày mùng 10 là ngày của thần vía thần tài, ngày mùng 1 ngày rằm là ngày lễ Phật. Đâm ra là quý vị nên sử dụng một cái gói gạo vàng thần tài, rắc một chút vào trong bát hương để gì? Để chiêu tài cho bát hương. Đấy, thứ nhất là chiêu tài, thứ hai là xua đuổi cái tà ma chướng khí, giúp mang lại cái may mắn, bình an cho gia chủ quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái việc nên làm cũng như là những cái vật phẩm, những cái cách để chúng ta có thể xua đuổi tà ma chướng khí trong cái tháng cô hồn. Đấy. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể là an tâm hơn trong cuộc sống và nắm bắt được những cái công việc cần làm để gia tăng thêm cái may mắn trong cái tháng cô hồn quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.